Serge Gnabry, tên đầy đủ là Serge David Gnabry, sinh ngày 14 tháng 7 năm 1995 tại Stuttgart của Đức. Những năm tháng đầu tiên của sự nghiệp quần đùi áo số, anh đá cho đội trẻ của Stuttgart. Đến năm 2010, anh đã được Arsenal để ý và đưa về câu lạc bộ với mức giá chỉ là 100.000 bảng. Quãng thời gian tại Arsenal có lẽ là những ký ức đáng quên của cầu thủ trẻ này, khi đa phần công việc của anh chỉ là lau ghế dự bị, được cho mượn hoặc làm bạn với giường bệnh. Khi không thể cạnh tranh suất đá chính tại London, anh trôi dạt sang Đức, thi đấu cho Werder Bremen. Những tưởng sự nghiệp chưa kịp nở, đã tàn của anh sẽ kết thúc đầy cay đắng, thì cầu thủ này đã dần dần chứng tỏ được khả năng của mình. Màn thể hiện ấn tượng ấy đã lọt vào mắt xanh của hùm xám Bayern, sở hữu cho mình bộ chỉ số cực kỳ ấn tượng. Taka đi chê, tạt cánh đến chết. Nếu bên trong vòng cấm của bạn có những siêu sao đánh đầu tốt. Không chỉ tạt cánh, mà những tình huống kiến tạo với nhiều pha chuyền ngắn, chọc khe của Gnabry cũng rất tốt. Với chỉ số tầm nhìn là 95, nên ngoài ban bật, làm tường với đồng đội, thì khi cần, anh vẫn tung ra những pha tỉa khe khá ngọt và nhiều nước. Tiếp theo sẽ là những khả năng dứt điểm của Gnabry. Lực sút 97, dứt điểm 97, sút xa 96, kèm thêm skill ẩn sút xa, nên những cú bắn phá tầm xa của Gnabry bằng hai chân sẽ làm cho các bạn hoàn toàn an tâm mà bấm D. Kỹ năng di chuyển không bóng đón đường truyền của Gnabry
mặc dù chưa đạt tầm hot game như Romero hay Messi, nhưng cũng đạt mức chấp nhận được. Trên đời không ai là hoàn hảo, nên bây giờ chúng ta sẽ đến với những nhược điểm của anh chàng này. Đầu tiên chính là cái chân trái của Gnabry. Dù cho EA đã nâng điểm chân trái lên thành 5 so với 4 của những mùa khác, nhưng chất lượng của các pha xử lý bóng bằng kèo trái của cầu thủ này là chưa ổn định. Các cú tạt bóng chân trái rất thiếu chính xác hoặc thiếu lực, đôi khi sẽ làm các bạn bực mình. Ngoài tạt bóng thì những pha dứt điểm bằng chân trái cũng là một vấn đề với Gnabry. Còn phải kể đến cả những pha ZD bằng hai chân của cầu thủ này khá thiếu chính xác. Có lẽ vì không có skill ẩn bổ trợ, lại thêm chỉ số sức xoáy chỉ có 82, nên đường bóng cứ thẳng tắp như những cô nàng ngực lép vậy. Một điểm yếu nữa khá dễ nhận ra, đó là các tình huống tỉ vai, đấu sức với hậu vệ đối phương vẫn chưa tốt, có lẽ vì thể hình hơi bé. Làm sao mà có thể trở thành một cụ Eusebio thứ hai dễ dàng được chứ, đúng không các bạn? Tổng kết lại, Gnabry UCL là một tiền đạo cánh tốt dành cho lối chơi dê biên khéo léo, tốc độ cao, tạt chân phải đẹp và thi thoảng bó vào sút xa. Đừng quên anh chàng này hoàn toàn có thể được tăng chỉ số lên khá cao với cái màn thể hiện đang rất tốt tại cúp C1 năm nay. Đặc biệt là Bayern càng vào sâu thì cơ hội tăng điểm của Gnabry càng lớn, mà giá trị thẻ này lại đang rất là rẻ nữa. Cứ mua về trải nghiệm thôi anh em nhỉ. Luận BK xin chấm điểm 8,5 trên 10 cho chàng cầu thủ trẻ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một subscribe ủng hộ mình nhé.